mọi thứ dù nhỏ không đó đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được gợi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả hơn hẳn những tiếng âm thanh bậy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bậy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Thank you.